Rồi mới hợp đồng chiếc này đi Quỳ Hợp Nghệ An rồi. Giờ bắt đầu chạy ra bảo dưỡng. Hết bệnh. Giờ trước tiên là mình tháo nhớt ra vệ sinh đó. Người muốn kỹ hơn mọi người mà mình sẽ làm nó suốt động cơ cho mọi người nha. Suốt động cơ thì nó sẽ quá chất, thì nó bình thường thôi. Tốt hơn cho cục máy mình. Cục máy mình lâu ngày ở trong mảng đóng mũi than rồi nên mình phải làm mấy cái đó, không làm không được đâu. Hôm nay mình làm thêm đó nữa có quá chất rồi. Chế vô xúc rồi là em về. Đang tiến hành thay nhớt để làm lặt vặt hay là một số đồ của inox vô. Ít bị xét kỹ hơn. Cái này còn đẹp chứ đó. Thả mở ra hết rồi. Bắt ra hết rồi. Đang thay một số phụ tùng vô. Lấy ra sẵn rồi. Thay nóc luôn. Thay vô khỏi lò sạch dữ. Mở đèn lên.
Rồi lên luôn. Rồi xong. Rồi chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Rồi xin chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện có trong tháng 8 và tháng 9 của năm 2018 nha. Thì mình xin tổng quan sơ cho mọi người xem số lượng máy đang có ở công ty ha. Thì đây là những cái máy, cái lô máy mới về từ bên Thái nè, hàng container. Rồi đây nha mọi người, những cái máy này là những cái bên đây nè, là máy dạng 95% mình mới về tới. Đây là những cái máy bình thường 80%, thì mức giá này từ khoảng 300 đô lên. Còn phía bên đây là những cái máy đẹp, nó giá tiền nó sẽ cao hơn. Với lại mình có mấy chiếc 70 Plus mới nè. Cái Plus đã qua sử dụng 95% luôn. Mà không có quay gì cho con lô máy ngày 18 tháng 8 đó. Này máy thay xịn hết, 1747 hết đó. Để 10 Plus. Còn nếu mà 105 thì mình vẫn có phía trong đây để mình cho mọi người xem. Đây là ba chiếc 105 có sẵn ở công ty ha. Này máy nguyên thùng, mọi người muốn hạ bồn hứng bao thì mình sẽ hạ miễn phí cho mọi người nha. Còn ba chiếc. Còn DC95 thì vẫn có luôn, DC95 nằm bên đây. Đây, DC95 nè. Đây có chiếc gặt bắp với gặt lúa. Máy đẹp. Con chụp nữa ha, máy siêu đẹp. Đây tổng quan của nó gì nha mọi người. Đó, đây là tổng quan kho máy đang có nha. Đó, mình còn khoảng chừng 45 chiếc à. Bữa trước thì nhiều nhưng mà bữa nay hàng nó hiếm hơn cho nên về ít hơn. Để mình cập nhật một số máy cài nha cho mọi người biết. Đây là một số máy cài ở phía trước nè. Máy cài 4708, máy nhỏ thì mình chưa có gì tới đâu. Máy nhỏ thì hiện tại giờ đang hết hàng bên kia, mình chưa kiếm ra được nhiều cho nên mình chưa có về. Để chỉ còn những cái 47 như 50, 4708 nhiều, 4508 cũng có nữa. Yanma EF453T với lại 6040. Rồi chỉ nhiêu đó thôi. Rồi chào mọi người nha, hiện tại giờ đang vệ sinh mấy cái máy này xíu. Này cái lô máy DC70 Plus mới về, máy nào cũng đẹp hết. Mình mới về container để chút mình để video cho mọi người xem nha. Máy nè 95 105. Này lô máy container mới về nha mọi người, về bữa nay ngày 24 tháng 8.
mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha, để mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết, này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G, đang hạ bộ. Chứ hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm tùy theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng, những máy đây làm miễn phí hết nha. Rồi xin chào mọi người nha, nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình, thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía trước công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng, cái bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta bệnh viện đa khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha, cầu me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha.